Sau hai ngày diễn ra từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 7, Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất đề ra 11 chỉ tiêu và chính nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu 40 người vào ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp khóa 7. Ông Nguyễn Hữu Thời và ông Ngô Văn Hiểu lần lượt đắc cử chức chủ tịch và phó chủ tịch hội. Nhiệm kỳ qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của cán bộ, hội viên tình nguyện viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh nhà đạt nhiều kết quả thiết thực. Tổng giá trị hoạt động công tác xã hội nhân đạo của toàn hội đạt 558 tỷ đồng, trợ giúp cho 1,3 triệu lượt người, tăng 1,37 lần về số tiền và 1,7 lần về số người được trợ giúp so với nhiệm kỳ trước nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần quan tâm trong 5 năm tới. Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị Ban chấp hành tỉnh hội khóa 7 phải sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội gắn với các nghị quyết kết luận chuyên đề của tỉnh ủy khóa 11 thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm sát với tình hình thực tế hoạt động của hội và phong trào chữ thập đỏ của địa phương. Đại hội đã biểu thị sự thống nhất suy tôn ông Lê Quốc Phong, bí thư tỉnh ủy, làm chủ tịch danh dự hội chữ thập đỏ tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu đảng bộ tỉnh nhận lời làm chủ tịch danh dự hội chữ thập đỏ tỉnh. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Ban chấp hành hội chữ thập đỏ tỉnh. Sáng nay ngày 6 tháng 7 nhằm mùng 8 tháng 6 năm nhâm dần, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh long trọng tổ chức lễ dỗ ông bà Đỗ Công Tường lần thứ 202. Tham dự lễ dỗ có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phan Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa, Trưởng ban nhân dân tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Cao Lãnh cùng đông đảo người dân. Trong khuôn khổ lễ dỗ ông bà Đỗ Công Tường từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7, diễn ra nhiều hoạt động như không gian văn hóa gốc quê, tái hiện chợ Dường Quýt, trưng bày công cụ nông nghiệp xưa, thi cờ tướng, cờ thế, hội thi đá gà nghệ thuật, thi gà đẹp, hội thi làm bánh dân gian, biểu diễn nghệ thuật đường phố, hội diễn lân sư rồng, hội thao các môn thể thao dân tộc, đơn ca tài tử, hòa đồng tháp, dân dân. Trong khuôn khổ lễ hội xoài Cao Lãnh năm 2022, sáng nay ngày 6 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã tổ chức lễ khánh thành cầu Đỗ Công Tường, cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm và tổ chức không gian triển lãm sản phẩm ô cấp, quà lưu niệm, sản phẩm từ xoài và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp. Công trình cầu Đỗ Công Tường nối liền đôi bờ giữa phường 2 và phường 4, tổng mức đầu tư công trình là 12,5 tỷ đồng. Công trình cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm có chiều dài 37,6 m, chiều rộng 9 m và lề bộ hành mỗi bên 1,5 m với tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng. Hai công trình này gắn kết nối chuỗi hoạt động sự kiện tuyến phố đi bộ từ khu di tích Nguyễn Sinh Sắc đến đền thờ ông bà Đỗ Công Tường. Còn tại không gian triển lãm sản phẩm ô cấp, quà lưu niệm, sản phẩm từ xoài và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, có khoảng 90 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh tham gia triển lãm và bán sản phẩm. Sản phẩm rất đa dạng phong phú về chủng loại, đặc biệt là sản phẩm từ xoài như xoài tươi, bánh phòng xoài, xoài sấy, bánh xoài, xoài lắc muối ớt, dần dần. Không gian triển lãm sản phẩm diễn ra đến hết ngày 8 tháng 7 trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, phường 4. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 khóa 9, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, sơ kết thực hiện nghị quyết mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữa nhiệm kỳ 2019-2024. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, từng bước sát với tình hình thực tế. Có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trọng tâm tổ chức thành công hội nghị giao ban chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các quyền thành phố và sơ kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận giữa ban nhân dân dận tỉnh ủy và ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng thời chủ động tham mưu cho thường trực tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh phát huy tinh thần sáng tạo hiệu quả các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư như tổ nhân dân tự quản hội quán ngày đại đoàn kết về cộng đồng tổ tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực tuyến biên giới. Cũng trong chiều nay ngày 6 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước gói 40.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh thông qua các khoản vay ngân hàng thương mại theo nghị định số 31 năm 2022 của chính phủ và thông tư số 03 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì. Chủ trì tại điểm cầu Đồng Tháp có ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Dương Trí Phong, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp, ông Nguyễn Nhân Cả, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Theo nghị định số 31 của Chính phủ, doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất có mục đích sử dụng giống vay thuộc một trong các ngành hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, dần dân. dân. Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và hoặc lãi tiền dây nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2% trên năm. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 5% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50% dần dần